Dạ, kính Ok. thưa quý thầy, kính thưa các anh chị đồng nghiệp. Hôm nay thì em được sự phân công của hội, em xin trình bày một cái đề tài về những cái protocol mà được thường quy đó, những protocol mà chúng ta hay sử dụng trong cái bệnh lý khớp thường gặp và những cái ứng dụng lâm sàng của các cái protocol này. Thì em xin được phép bắt đầu. Nói về cái mục đích chính của cái việc mà chúng ta chụp hình cộng hưởng từ cơ xương khớp đó, thì nó bao gồm có một số yêu cầu chính yếu chung như sau. Thứ nhất là những cái hình ảnh này nó phải nêu bật được những cái cấu trúc giải phẫu để chúng ta có thể đánh giá được những cái bệnh lý thường gặp ở những cái sụn dây chằng hoặc những cái tổ chức ở trong khớp. Thứ hai là chúng ta đánh giá được cái tủy xương của những cái xương cấu thành cái khớp. Chúng ta đánh giá được cái bệnh lý về về bú xương hoặc là những cái bệnh lý về di căn ác tính hay lành tính ở trong xương. Chúng ta phát hiện được những cái bất thường tín hiệu trên cộng hưởng từ để chúng ta đưa ra được những cái bệnh lý ở những cái cấu trúc khớp. Và cái cuối cùng là cái yêu cầu cuối cùng là đối với những cái khó khăn, chúng ta có thể dùng chất tương phản để làm nổi bật rõ ràng tổn thương, để phân biệt tổn thương này hay tổn thương khác, một tổn thương áp xe hay một tổn thương u bú. Đó là những cái yêu cầu chung của một cái hình ảnh cộng hưởng từ về cơ xương khớp. Thì theo cái hiệp hội hình ảnh của Hoa Kỳ đó, thì những cái yêu cầu về một cái lần chụp cộng hưởng từ khớp đó, thì họ lưu ý về những cái yếu tố kỹ thuật như sau. Thứ nhất là họ lưu ý về field view, tức là cái trường khảo sát đó. Thứ hai, họ lưu ý về cái lát cắt của cái hình ảnh, tức là slide thickness, là cái độ dày lát cắt và cái khoảng cách của hai lát cắt. Và thứ ba là họ lưu ý về các chuỗi xung sử dụng. Và thông thường trong một cái lần khảo sát cộng hưởng từ đó thì người ta thường sử dụng hai cái chuỗi xung thường hay ứng dụng nhất là T1 và T2, và ba mặt cắt là axial, coronal và sagittal. Thì trên cái hình ảnh cơ xương khớp có cái điều đặc biệt đó là chúng ta phải làm mất đi cái tín hiệu mở của cái tủy xương để làm nổi bật các tổn thương. Do đó trên hình T2 thì chúng ta thường hay sử dụng cái chuỗi xung T2 phát sát hoặc là T2 stir. Còn trên những cái hình T1 đó thì sau khi tiêm thuốc tương phản chúng ta cũng sử dụng chuỗi xung phát sát. Đây là những cái chuỗi xung mà thường sử dụng ở trong cái hình ảnh cộng hưởng từ cơ xương khớp, và chúng ta thấy được cái giá trị của từng cái chuỗi xung trên cái bảng này. Như hình T1 đó, chúng ta có thể đánh giá được cái tủy xương, cái cấu trúc giải phẫu, và chúng ta có thể staging được cái giai đoạn của cái bú. T1 phát sát thì như đã vừa nói thì nó sử dụng trong cái việc sau khi tiêm thuốc tương phản chúng ta sẽ làm nổi bật cái tổn thương. Còn proton density thì thỉnh thoảng được sử dụng cũng để đánh giá cấu trúc giải phẫu. Còn proton density phát sát thì cũng giống như là T2 phát sát, họ coi những cái cấu trúc về giải phẫu, những cái cấu trúc về sụn viền, sụn khớp hoặc là những cái tổn thương phù nề hay dạng nang. Đối với những hình T2 phát sát và T2 stir thì hay sử dụng hơn ở trên cái quá trình làm lâm sàng cũng như cái quá trình thực hiện cộng hưởng từ cơ xương khớp. T2 phát sát nó ưu thế ở cái bề mặt của sụn, ở ở cái tổn thương trong tủy xương và những cái dạng u bú và những cái phù nề, những cái dạng có tín hiệu dịch thì nó ưu thế ở T2 phát sát. Ngoài ra người ta có thể sử dụng những cái chuỗi thun stir mà ở biến thể nữa để chúng ta coi thêm những cái cấu trúc khác. Cuối cùng là cái hình để chúng ta coi rõ được cái sụn hyaline của cái khớp, và đặc biệt là với cái độ nhạy bạc ti phách đối với cái kim loại đó, mà đặc biệt là sắt đó, thì nó cái hình ra răng này nó đặc trưng cho những cái tổn thương mà có chứa hemoglobin, giống như là những cái ổ xuất huyết hay là những cái tổn thương mà bị lắng đọng sắc tố mà có chứa hemoglobin, giống như là bệnh lắng đọng sắc tố ở trong khớp đó. Thì đây là một cái hình minh họa cho cái hình ảnh T1 của một cái chụp khớp háng đó. Chúng ta thấy rõ những cái cấu trúc giải phẫu ở trong đây, phân biệt rõ ràng được cơ và xương. Thì thông thường những cái tín hiệu dịch đó, nó sẽ thấp trên T1, và những cái tín hiệu sáng trên T1 đó thì nó là tín hiệu mở, và những cái tín hiệu thuốc gadol sau khi tiêm đó thì nó cũng sáng T1. Nhưng mà thỉnh thoảng có những cái tổn thương nó sáng trên T1 là cái dạng tổn thương dịch có giàu protein hoặc là những cái dịch xuất huyết bán cấp. Đây là một cái hình mà làm cộng hưởng từ MRI angiography, tức là có bơm cái thuốc tương phản pha với nước muối sinh lý vào trong cái bao khớp đó, thì chúng ta thấy người ta sử dụng cái chuỗi xung T1 phát sát sau khi tiêm.
À, các anh chị lưu ý thì chúng ta thấy rõ là cái dịch radio, có file radio đó thì nó sáng trên hình một, và đây là T1 phát sáng. Tại sao có một cái viền mỡ dưới da nó vẫn sáng? Thì cái viền mỡ này người ta cho rằng đó là một cái artifact, nó không có khử hết mỡ được ở ở ngoài đó, do cái coil của chúng ta thu tín hiệu nó không có tốt ngoài đó, và cái đây là một cái artifact hay gặp ở trong cái thực hành lâm sàng. À, tương tự đây là một cái proton density mà không có phát sáng, thì chúng ta coi rõ những cái cấu trúc giải phẫu. À, tạm gọi nó nằm một cái hình giống như là giữa T1 và T2, dịch thì nó cũng không sáng quá và nó không tối quá trên hình proton density. À, đây là cái hình T2 mà phát sáng, thì chúng ta thấy rõ được những cái dịch khớp này, những cái tổn thương mà dịch thì chúng ta thấy rõ những tổn thương phù nề tủy xương ở cái đầu trên xương cánh tay chúng ta cũng thấy rõ. Đây là cái hình ảnh của cái chuỗi sung radian đó, 2D radian, cho chúng ta thấy được cái sụn hyaline ở đầu dưới xương đùi, mâm chày và bánh chè, rất là đẹp và rất là tốt. Và đặc biệt của cái chuỗi sung này, nó cho chúng ta những cái lát cắt có cái độ dày rất là mỏng. Thì ngày nay đó, với cái sự tiến bộ của cái khoa học kỹ thuật và đặc biệt trong cái máy cộng hưởng từ về những cái phần mềm đó, thì họ cho ra những cái chuỗi sung nó giúp cho chúng ta khử đi những cái artifact mà ngày xưa đó chúng ta không có làm được. Đây là một cái trường hợp mà anh ta cho thấy rằng khi mà bệnh nhân thay khớp háng toàn phần đó, cái chuỗi sung cũ chúng ta làm hình T2 đây, thì thấy rằng artifact nó sẽ che mờ tất cả cái vùng mà chúng ta cần khảo sát, chúng ta sẽ không thấy được gì những cái tổn thương xương sau khi đã thay khớp. Thì ngày nay với cái chuỗi sung mặt vít này nè, thì họ có thể làm giảm gần như 90% trở lên những cái artifact kim loại. Chúng ta thấy rõ được những cái tổn thương hủy xương ở sau khi thay khớp và những cái tổn thương tụ dịch một lượng rất ít ở trong khớp háng. Thêm đó nữa thì nhờ những cái phần mềm đó thì họ có thể làm những cái cộng hưởng từ, tạm gọi là cộng từ chức năng, ngoài cái khảo sát cấu trúc giải phẫu thì họ có thể thêm, họ nhìn nhìn nhận được cái vấn đề sinh lý của cái sụn luôn. Đó là họ thấy được những cái cấu trúc của cái tế bào sụn gồm có leukoseminoli căn đó, đánh giá được coi cái độ mất leukoseminoli căn là nhiều hay ít để họ đưa ra được một chẩn đoán sớm cho mình lý thoái hóa khớp để có hướng điều trị tốt cho bệnh nhân. Và cái phần này sẽ được nói ở phía sau. Thì đó là những cái vấn đề chung mà tôi muốn nói đến một cái lần để khảo sát về cộng hưởng từ cơ xương khớp, nó có những cái vấn đề chung như thế. Và sau đây là sẽ đi vào từng cái phần cụ thể ứng dụng những cái protocol khuyến nghị và những cái ứng dụng cụ thể của protocol đó cho một cái số bệnh lý thường gặp ở trên lâm sàng. Và tôi chia ra những cái phần như sau: thứ nhất là chúng ta khảo sát ở chi trên, và thứ hai chúng ta khảo sát chi dưới. Chi trên thì chúng ta có khớp vai, đại diện là khớp vai, khớp khuỷu, khớp cổ tay. Còn chi dưới thì chúng ta có khớp háng, khớp gối, khớp cổ chân. Vì thời lượng chúng ta có hạn nên tôi xin trình bày ở 6 khớp như trên. Đầu tiên là khảo sát cộng hưởng từ về khớp vai. Thì để chỉ định một cái cộng hưởng từ về khớp vai, thông thường các bác sĩ lâm sàng họ thường có những cái bệnh lý về cái, đa phần là bệnh lý về gân chấp xoay, họ cần phải chụp MRI, sau đó là đến bụng lý của sụn viền. Đó những cái trường hợp khó trong bệnh lý sụn viền, khi chúng ta chụp MRI routine thì không có thấy rõ, chúng ta có bác sĩ lâm sàng sẽ có cho chỉ định là chụp MRI acrography. Rồi sau khi tiêm gadol thì người ta có thể đánh giá được những cái tổn thương sụn viền, những cái tổn thương mất vững khớp vai ở trong cái trường hợp chật khớp vai tái hồi. Thì đây là cái protocol mà khuyến nghị, các anh chị thấy đó, họ làm ba mạch cắt axial coronal và sarcoplan, trong đó thì có axial T2 phát sát hoặc là proton phát sát, rồi sarcoplan thì dùng T2 phát sát hoặc là sơ, coronal thì T1 và T2 phát sát ở T2 hoặc là dùng stern. Và các cái thông số họ nêu rõ ở trong những cái ô phía sau, về phía view, về nét, về matrix, về slide, độ dày của slide, khoảng cách của slide, TR, TE, nếu TI ở trong cái chuỗi sung stern. Nếu có làm thêm cái hình 3D hoặc 2D radian thì có cái chỉ số góc clip, echo trên len và bandwidth họ đều có nêu rõ ở trong phía sau để các anh chị có giá trị tham khảo. Còn cái lát cắt thì như thế nào? Thì cái lát cắt đó, thì đây là cái lát cắt đầu tiên, họ sẽ dùng cái scout view, tức là dẫn đường là coronal, họ sẽ cắt cái lát cắt axial là đầu tiên. Thì cái lát cắt axial này đó là một cái đường nó song song với cái
nó khảo sát từ cái ở trên cái khớp cùng đòn cho đến hành xương, tức là 1/3 trên của cái xương cánh tay. Vâng. Cái axial này đó thì thường là nó song song với cái, nó tiếp tuyến song song với lại cái chõm xương cánh tay. Tiếp theo là cái hình coronal đó, thì người ta sẽ dùng cái hình axial, người ta cho thấy rõ được cái cơ trên gai, và người ta khảo sát từ phía trước ra phía sau, tức là một cái đường cắt nó song song với lại cái gân cơ trên gai. Tương tự như vậy với lát cắt Sagittal thì cái đường cắt nó sẽ vuông góc với lại cái lát cắt của coronal. Thì đi vào ứng dụng protocol cho một số bệnh lý thường gặp, thì ở đây chúng ta có một cái ca lâm sàng đặc tương đối là đặc trưng, nó có gần như hầu hết các tổn thương thường gặp ở khớp vai. Đây là một bệnh nhân nữ 54 tuổi đến khám vì đau cái vai phải, có giới hạn vận động của cái vai trong 3 tháng nay, đã điều trị nhiều nơi chưa giảm. Và khi khám lâm sàng được chẩn đoán là hội chứng đông cứng khớp vai, tiền sử chấn thương không được ghi nhận và bệnh nhân không có chơi bất cứ môn thể thao nào, thì cái chẩn đoán sơ bộ là gắt bán phần gân chóp xoay có chẩn đoán phân biệt với viêm, cái viêm cứng khớp vai mà nguyên phát đó, có viêm cái bao khớp dưới vai, nên được tiến hành đề nghị chụp MRI để khẳng định cái chẩn đoán. Thì đây là cái hình ảnh T1 và T2 phát sát của coronal của khớp vai. Chúng ta thấy được cái mõm cùng vai ở đây nó tiếp hai và nó bắt chẹn, nó chạm hay là nó bắt chẹn vào trong cái gân cơ trên gai, nó làm cho mất đi cái lớp mỡ chỗ cái mũi tên đó. Anh chị thấy mũi tên màu đen nhỏ đó, nó làm đi mất đi cái lớp mỡ ở cái lớp mỡ đó, gọi là lớp mỡ dưới mõm cùng vai, và nó thay vào đó trên hình T2 chúng ta sẽ thấy được có cái tụ dịch trong bao hoạt dịch dưới mõm cùng, thì rất là rõ ràng của một hội chứng bắt chẹn của cái khớp vai. Hội chứng bắt chẹn này nó sẽ làm cho cái gân cơ trên gai nó bị viêm nhiễm lâu ngày và nó rách một phần ở cái bề mặt của cái gân cơ trên gai. Rồi ngoài cái tổn thương gân thì chúng ta còn thấy một cái tổn thương dạng nang, nang xương ở dưới sụn trên cái hình T2 đó, chúng ta thấy rõ những cái tổn thương dạng nang, nang xương ở dưới sụn, và nó giống như là một cái tổn thương heel sát ở trong cái chật khớp vai tái hồi đó. Thì trên đây là một cái hình axial T2 zoom lớn đó, chúng ta nhìn thấy ở phía sau đó, chỗ cái mũi tên liên tục đó, chúng ta thấy có cái viêm bao hoạt dịch ở phía sau của khớp vai, và chỗ cái mũi tên mà bị đứt đoạn đó, thì chúng ta thấy được cái tổn thương khuyết sụn sụn khớp của cái chõm xương cánh tay. Rồi trên cái hình coronal đó thì chúng ta thấy được một cái tổn thương dạng rách sụn viền từ trước ra phía sau nữa, tổn thương dạng slap đó. Thì tất cả những cái tổn thương này gặp ở một bệnh nhân mà hầu như là khi khảo sát một cái khớp vai chúng ta thường gặp những cái tổn thương như thế thôi. Rách chóp xoay cũng có, hội chứng bắt chẹn cũng có, tổn thương sụn viền kiểu slap cũng có, tổn thương sụn khớp cũng có, viêm bao hoạt dịch do đông cứng khớp vai cũng có, thì một bệnh nhân có hầu như gần hết các cái dấu chứng mà chúng ta thường hay gặp trên lâm sàng. Đây là hình ảnh Sagittal cho chúng ta thấy rõ được cái cấu trúc tròn của cái sụn viền khớp vai, và cái mũi tên chỉ vào cái vị trí rách của sụn viền là khoảng vị trí từ 2 cho tới 3 giờ. Một trường hợp thứ hai là một cái bệnh lý cũng hay hay gặp, ít gặp hơn là bệnh lý của gân chóp xoay. Thì chúng ta nhìn thấy cái mô hình này, chúng ta để ý nó có cái mạch máu và một cái dây thần kinh, thì dây thần kinh chui qua cái vùng này gọi là cái ngắt của cái ổ chảo, và cái tên dây thần kinh này là dây thần kinh trên vai. Thì đây là một cái bệnh nhân đau khớp vai và teo cơ dưới gai ở cái vùng xương bả vai. Sau khi được tiến hành chụp cộng hưởng từ thì chúng ta thấy có một cái tổn thương dạng nang trên hình T2 rất là lớn, nằm ở cái vị trí ngách ổ chảo, và nó xuất phát từ cái sụn viền ở phía sau của sụn viền trên. Thì đây là một cái rách sụn viền mà tạo ra nang sụn viền, và rách cái kiểu này là rách slap tiếp một. Cái nang sụn viền này nó ở đúng vào cái vị trí của cái dây thần kinh trên vai. Các anh chị thấy nang này nó nằm giữa hai cái gân trên gai và dưới gai, nó nằm đúng cái vị trí đi qua của dây thần kinh trên vai, nên nó chèn ép vào dây thần kinh trên vai. Đây các anh chị nhìn thấy hình ảnh so sánh,
thì nó chèn ép thần kinh như vậy, nên nó làm cho teo cái vùng chi phối của thần kinh trên vai, đó là cơ dưới gai, và bệnh nhân này bị teo cơ dưới gai thoái hóa mỡ. Trong những cái trường hợp khó đó thì người ta sẽ tiến hành khảo sát MRI acrography, tức là người ta có hai cách làm MRI acrography. Cách thứ nhất đó là gọi là MRI acrography indirect, tức là họ có thể tiêm thuốc đường tĩnh mạch và chờ đợi thông thường là từ 20 cho tới 90 phút để cho bệnh nhân vận động và cho thuốc nó có thời gian để nó đi ngấm vào trong khớp và sụn khớp. Thì thông thường nếu mà đối với MRI acrography mà indirect thì chúng ta làm như một cái MRI bình thường routine, nhưng mà chúng ta lưu ý là hình ảnh T1 cử mở. Còn đối với hình ảnh MRI acrography mà cái dạng trực tiếp, tức là pha giữa nước muối sinh lý với cái thuốc tương phản và chúng ta bơm cái dung dịch hỗn hợp này vào trong cái khớp vai trực tiếp thì chúng ta gọi là MRI acrography direct. Thì như vậy chúng ta sẽ chụp ngay sau khi tiêm và chúng ta cần ba cái chuỗi xung, ba cái mặt cắt là axial, coronal và septal T1 khử mở sau khi tiêm thuốc. Đây là cái bản protocol khuyến nghị dành cho anh chị và các anh chị có thể đọc và tham khảo thêm. Thì đây là hình ảnh mà tiêm thuốc vào trong khớp là MRI acrography direct. Chúng ta thấy rất là rõ những cái cấu trúc của dây chằng sụn viền, những cái cấu trúc mà nếu chúng ta không tiêm thuốc thì những cấu trúc này nó nhỏ và nó hòa lẫn vào nhau, nên nó chúng ta rất là khó khảo sát các tổn thương. Khi chúng ta tiêm thuốc như vậy, chúng ta bóc tách những cái cấu trúc này nó rời ra và chúng ta thấy rõ, và thuốc có thể len lỏi vào trong từng cái vị trí ngóc ngách của những cái cấu trúc này làm nổi bật cái tổn thương. Đây là ảnh sải tan cho chúng ta thấy rõ được cái thành phần phía trước và thành phần phía sau của cái sụn viền. Thành coronal cho chúng ta thấy rõ cái hệ thống dây chằng ổ chảo cánh tay dưới chẳng hạn, là một cái dây chằng rất là hay bị tổn thương trong cái trường hợp mất vững khớp vai là trước. Đây là một cái hình ảnh bệnh lý, bệnh nhân này bị trật khớp vai tái hồi nhiều lần và đã xảy ra trong nhiều năm, và cái tổn thương rất là đặc trưng của mất vững khớp vai là trước, đó là một tổn thương hiêu sát, nó bị khuyết xương của phía sau, tổn xương cánh tay, và một cái tổn thương rách cái sụn viền ở phía dưới. Tổn thương này gọi là tổn thương băng cạc, tổn thương đặc trưng do ông băng cạc tìm ra là rách sụn viền trước dưới. Thì các anh chị nhìn thấy cái hình mô hình nhỏ ở phía dưới và cái hình ở phía trên để các anh chị so sánh dễ hình dung là cái sụn viền nó rách cái kiểu như thế nào. Khi tiêm thuốc vào trong khớp thì thuốc nó sẽ len lỏi vào trong cái chỗ rách, nên là làm nổi bật cái tổn thương. Đây là cái hình ảnh cho chúng ta thấy rách đứt cái dây chằng ổ chảo cánh tay dưới trong trường hợp mất vững khớp vai ra trước. Một cái tổn thương kín đáo của rách một phần của cái gân cơ dưới vai, và khi chúng ta tiêm thuốc vào thì thuốc nó len lỏi được vào trong cái đó thì chúng ta thấy rõ hơn. Nếu chúng ta không tiêm thuốc thì khó phát hiện những tổn thương kín đáo như thế này. Đây là cái hình ảnh mà MRI acrography indirect, tức là chúng ta tiêm thuốc đường tĩnh mạch, thì rõ ràng cho có những cái nghiên cứu đó họ so sánh thì không có sự khác biệt đáng kể. Nếu mà có kinh nghiệm thì không có sự khác biệt đáng kể giữa MRI indirect và MRI acrography direct. Thì chúng ta cũng thấy được cái thuốc nó thẩm thấu vào trong khớp, nó làm nổi bật cái tổn thương slab của cái sụn viền, như cái điều chúng ta mong muốn là thuốc nó len lỏi vào trong cái vị trí rách của cái tổn thương sụn viền. Đây cũng vậy, đây là một cái rách chớp xoay rất đặc biệt, cụ thể đây là rách gân trên gai mà bề mặt khớp và cái vết rách rất là nhỏ, và khi chúng ta tiêm thuốc tương phản, chúng ta làm MRI acrography, chúng ta thấy được cái điều đó. Bây giờ đi đến cái khớp thứ hai của chi trên, đó là khớp khuỷu. Thì chỉ định chụp MRI của khớp khuỷu có những cái chỉ định như thế nào? Thứ nhất thì người ta đánh giá được những cái gân cơ nhị đầu và cơ tam đồ có rách hay không, đánh giá được các dây chằng nằm ở lòi cầu trong và lòi cầu ngoài của xương cánh tay. Và cái bệnh lý thường gặp nhất là bệnh lý tennis elbow, là đánh giá được cái gân duỗi chung chỗ bám vào cái lòi cầu ngoài của xương cánh tay. Hoặc là cái ít thường gặp hơn đó là hội chứng golf elbow, tức là những cái người chơi golf họ viêm cái gân gấp chung nằm ở cái lòi cầu trong của xương cánh tay. Thì tương tự như là ở khớp vai thì ở khớp khuỷu chúng ta cũng có thể làm MRI acrography để chỉ định trong một số trường hợp tìm những cái sụn những cái sạn khớp mà nhỏ nằm ở trong bao hoạt dịch, hoặc là những cái sụn bị gãy bị rớt vào bao hoạt dịch mà bao hoạt dịch nó không có tụ dịch không thấy rõ, thì chúng ta có thể làm MRI acrography. Đây là cái protocol routine mà khuyến nghị ha. Thì các anh chị cũng thấy có ba mặt cắt axial, coronal và septal. Trong đó người ta lấy mặt cắt chủ đạo là coronal, người ta làm hai chuỗi xung T1 và T2. Trong khi đó
axial cũng được làm hai chữ xung tia một và tia hai trong raspberry tan, chỉ cần làm một cái tia hai hoặc là photon phát sáng thì các cái thông số ở phía sau các anh chị có thể xem để tham khảo. Và người ta có đưa ra cái máy cái chỉ số TI đó cho cái axial stir đó ở những cái máy 3 Tesla 1.5, 0.7, 0.3 vân vân, thì các chị phải tham khảo. Thông thường đối với 1.5 Tesla thì cái giá trị TI để khử mỡ người ta chọn là giá trị 150. Thì đây là cái hình ảnh để chúng ta cắt các lắc cắt axial. Đầu tiên là dùng cái coronal cao view để cắt axial. Axial nó là một cái đường, nó một cái đường cắt axial này đó thì là nó là cái đường mà nó song song với lại cái mặt khớp, tức là cái đầu dưới của xương cánh tay ha, và nó đi từ cái hành xương, tức là cái hành xương mộng qua dưới của xương cánh tay cho đến cái lõi củ quay là hết cái khảo sát axial. Sau đó chúng ta có được cái hình axial thì chúng ta dùng hình axial để chúng ta cắt cái lát cắt coronal, và lát cắt coronal này thì nó song song với cái đường nối hai cái lõi cầu trong và lõi cầu ngoài của xương cánh tay, và chúng ta cắt một cái đường song song với đường nối hai cái điểm đó, và chúng ta khảo sát từ phía trước ra phía sau cho hết cái khúc hiểu. Tương tự saritan thì chúng ta lại cắt một cái đường vuông góc với cái đường coronal. Thì cái đây là một cái tư thế đặc biệt ha, đây là một tư thế đặc biệt để chúng ta khảo sát cái gần nhị đầu, như hình anh chị đã thấy thì ta, đây là hình ảnh để khảo sát rất rõ cái đầu dài đầu xa mà của gần nhị đầu. Hình ảnh này là một cái hình ảnh bệnh lý minh họa cho một cái trường hợp bị tenic elbow hay là viêm cái điểm bám gân cuối chung của lõi cầu ngoài. Ta trên hình tay hai phát sát chúng ta thấy rõ được cái sự phù nề và có cái sự tụ dịch nằm ở trong cái vị trí bám tận vào cái lõi cầu ngoài của cái gân giữa chung. Đây là mặt cắt axial cho chúng ta thấy rõ hơn cái điều đó ở cái vị trí mũi tên màu đỏ. Tương tự như vậy, chúng ta trên hình T2 mà phát sát nó nổi bật lên những cái dịch, chúng ta có thể khảo sát những khớp viêm có tụ dịch khớp. Chúng ta thấy rõ những cái cấu trúc giải phẫu của gân nhị đầu và gân tam đầu, và có thấy được cái dây thần kinh trụ nằm ở rãnh trụ, ở dây thần kinh giữa nằm ở phía trước. Chúng ta thấy rất là rõ các dây thần kinh, do đó có những cái tổn thương gì của dây thần kinh như viêm nhiễm hoặc là u bú hoặc là nang, chúng ta để khảo sát rất rõ trên hình MRI. Đây là hình ảnh T1 cho chúng ta nhìn lại cấu trúc giải phẫu, nhưng mà về mặt đánh giá giá trị bệnh lý thì hình T2 luôn luôn nhảy hơn hình T1. Chúng ta đi tới cái khớp thứ ba, cũng là cái khớp cuối cùng của chi trên thường gặp ở trong lâm sàng, đó là khớp cổ tay. Thì chỉ định cho khớp cổ tay thì nó có nhiều, rất là nhiều chỉ định, nhưng một số chỉ định thường gặp gồm có đánh giá được tổn thương của cái sụn tam giác, khi chấn thương thì hay chấn thương cái sụn tam giác của khớp cổ tay, đánh giá cái dây chằng như dây chằng thuyền nguyệt, các dây chằng xung quanh, các cái gân cơ, các cái ống cổ tay, gân cơ nằm trong ống cổ tay, các gân duỗi, rồi chúng ta đánh giá được những cái gãy xương kín đáo mà chỉnh x-quang không thấy, tại vì MRI thì nó tay hàng rất chừng cho cái sự phù nề sớm của trường hợp gãy xương. Ngoài ra đối với những trường hợp khó khăn như là rách sụn tam giác không có rõ thì chúng ta có thể dùng MRI acrography để chúng ta đánh giá được cái vết rách nhỏ và kín đáo của sụn tam giác, làm cho bệnh nhân đau khớp lâu ngày không điều trị khỏi. Và đặc biệt quan trọng là chúng ta có thể làm cái chuyện là dynamic sau khi tiêm thuốc tương phản để chúng ta coi được cái việc hoại tử của cái xương nhỏ ở trong cổ tay, đặc biệt là hoại tử xương thuyền. Đây là cái protocol của khớp cổ tay theo khuyến nghị. Thì các cái mặt cắt bao gồm có coronal T1, coronal T2 hoặc lộ thông phát sát. Ở đây người ta làm thêm một cái chuỗi xung coronal 2D hoặc là 3D radian để cắt cái lát cắt mỏng để chúng ta coi rõ được các cái sụn. Trong đó đáng quan tâm nhất là sụn tam giác của khớp cổ tay. Còn các lát cắt axial và saritan thì chúng ta có thể làm lộ thông hoặc là T2 khử mỡ. Mặt cắt thì chúng ta lấy mặt cắt coronal cao view để chúng ta cắt lát cắt axial, và nó mặt cắt này đó thì nó đi từ cái đầu dưới của xương quay hoặc xương trụ cho đến hết các xương con của khớp cổ tay. Rồi khi có cái hình axial thì chúng ta thấy có mỏm trăm trụ và mỏm trăm quay, chúng ta kẻ một đường thẳng từ mỏm trăm trụ mỏm trăm quay và chúng ta cắt các lát cắt song song với cái đường thẳng này thì chúng ta có mặt cắt coronal. Còn tương tự mặt cắt saritan thì chúng ta sẽ cắt cái đường vuông góc với cái đường cắt, với cái đường nối giữa mỏm trăm trụ và mỏm trăm quay.
các cái bệnh lý thường gặp ở khớp cổ tay đó. Thì ở đây là bệnh, một cái bệnh tôi xin giới thiệu, đó là bệnh Kenbock. Kenbock là do cái ông Kenbock năm 1910 ông mô tả một cái trường hợp hoại tử của xương nguyệt, là do sau khi chấn thương nó tổn thương những cái mạch máu nuôi của cái xương nguyệt và nó làm hoại tử xương nguyệt. Thì đây là một cái bệnh nhân gặp ở trên lâm sàng, có sưng khớp cổ tay sau chấn thương kéo dài hơn một năm và đã đi điều trị nhiều nơi, chụp X-quang nhiều lần nhưng không phát hiện bệnh lý. Thì được tiến hành chỉ định chụp MRI, thì trên hình ảnh này chúng ta thấy có hình T2 có tổn thương xương nguyệt và cái hình T1 chích thuốc tương phản thì thấy cái tổn thương xương nguyệt dạng hoại tử. Ngoài cái chuyện hoại tử xương nguyệt sau khi tiêm thuốc tương phản, chúng ta còn thấy rõ được cái tại sao cái tay bệnh nhân họ sưng là do nó tăng sinh cái bao hoạt dịch và nó phù nề tăng sinh rất nhiều ở bao hoạt dịch. Hình ảnh sải tay cũng cho thấy được sự tăng sinh bao hoạt dịch rất nhiều và cái xương nguyệt nó bị mất đi cái hình dạng ban đầu do hoại tử. Một bệnh lý tiếp theo nữa hay gặp ở cái khớp cổ tay đó là bệnh lý của kênh Ryon, và một cái bệnh lý nữa thì chúng ta hay gặp trên lâm sàng đó là hội chứng ống cổ tay. Thì bệnh lý kênh Ryon là bệnh lý của chèn ép viên kinh trụ, còn bệnh lý ống cổ tay là bệnh lý chèn ép của viên kinh chữa. Bệnh lý kênh Ryon thì nó hiếm gặp hơn là bệnh lý của hội chứng ống cổ tay. Các anh chị biết rồi, trong cái kênh Ryon thì nó có cái thần kinh trụ và dây thần kinh trụ đi chung ở trong cái kênh Ryon, và cái dây thần kinh này nó chi phối hai ngón cuối, tức là ngón 4 và ngón 5 của bàn tay. Đây các anh chị thấy rõ cái lược đồ vẽ ống cổ tay và ống của cái kênh Ryon. Đây là một trường hợp bệnh nhân đến khám tại Medic phát hiện tổn T trên lâm sàng thì T 2 ngón 4 và 5 và tiến hành chụp MRI phát hiện được cái tổn thương phù nề trên hình T2, phù nề nơi cái ống của cái kênh Ryon có chèn ép vào dây kinh trụ. Sau khi tiêm thuốc tương phản thì chúng ta thấy cái vùng này nó bắt thuốc tương phản, có một tổn thương viêm lâu ngày nó dày, nó bắt thuốc tương phản do chèn ép vào dây kinh trụ gây nên cái hội chứng của kênh Ryon. Một cái bệnh lý thường hay gặp ở khớp cổ tay nữa đó là viêm khớp dạng thấp. Viêm khớp dạng thấp là một trong những cái bệnh mà hay thể hiện nhất là ở khớp cổ tay và khớp bàn ngón. Thì các anh chị nhìn lại cái hình này, các anh chị thấy được một cái cấu trúc khớp nó bao gồm từ trong ra ngoài, có những cái tổ chức về sụn khớp, rồi về có thể là sụn viền, sụn chêm, rồi về cái bao hoạt dịch, bởi bao hoành khớp, bao khớp, rồi tới những cái túi hoạt dịch nằm ở bên ngoài, rồi tới những cái dây chằng, những cái điểm bám gân, và cuối cùng là những cái hệ thống gân và dây chằng nó giữ vững cho cái khớp. Cái tổn thương viêm khớp dạng thấp thì cái khởi điểm ban đầu của viêm khớp dạng thấp là viêm bao hoạt dịch trước, rồi nó mới tới những cái tổn thương khác. Thì đây là cái hình ảnh T1 và T2 cho chúng ta thấy được nó phù nề tăng sinh rất là nhiều ở trong cái vùng bao hoạt dịch của khớp cổ tay. Đây là cái viêm bao hoạt dịch khớp cổ tay trong viêm khớp dạng thấp. Sau cái thời gian viêm bao hoạt dịch thì nó có hiện tượng tiết dịch, tụ dịch ở trong cái bao hoạt dịch của khớp cổ tay, cũng nhìn thấy rõ trên hình axen tay gai giữa cái khớp quay trụ dưới có tụ dịch. Và một thời gian tiếp theo nữa thì diễn tiến của bệnh nó sẽ tiến hành, những cái bao hoạt dịch này nó sẽ ăn vào trong cái xương, thì chúng ta có cái phù nề tủy xương là cái giai đoạn sớm. Và khi có thấy cái dấu hiệu phù nề tủy xương thì giúp cho chúng ta tiên lượng được cái bệnh nhân này sẽ nặng nề và nó sẽ cứng khớp trong thời gian tới. Dấu hiệu cuối cùng của viêm khớp dạng thấp mà nặng đó là cái dấu hiệu bào mòn xương. Thì phù nề tủy xương thời gian sau nó đi đến bào mòn xương rồi nó hủy hoại khớp và nó cứng khớp, thì đó bệnh nhân đến giai đoạn tàn phế. Cộng hưởng từ giúp cho chúng ta chẩn đoán sớm các giai đoạn của viêm khớp dạng thấp để chúng ta tiến hành điều trị tốt cho người bệnh. Đó là phần trình bày xong của cái ba khớp hay gặp ở phần chi trên. Bây giờ tôi xin nói tiếp theo luôn ba khớp ở phần chi dưới, đó là khớp háng, khớp gối và khớp cổ chân. Thì đối với những cái chỉ định thường gặp ở khớp háng là chúng ta có những cái chỉ định để tìm hoại tử chõm xương đùi hoặc là những cái loãng xương thoáng qua, những cái viêm túi hoạt dịch, viêm bao hoạt dịch, viêm gân, hoặc là những cái tổn thương u bú hay là dĩ gân. Thì cái protocol các anh chị nhìn thấy đó, ta cho làm các coronal T1, T2 phát sát, axial T2 phát sát và sitam T2 phát sát, hoặc là chúng ta có thể dùng STIR. Và ngoài ra chúng ta có thể dùng coronal radian tau alpha để chúng ta khảo sát thêm những cái lát cắt mỏng ở cái khớp háng. Thì về cái lát cắt đó, thì cái đây là cái đầu tiên chúng ta sẽ cắt hình ảnh coronal, chúng ta sẽ dùng axial cao view dò để chúng ta cắt cái lát cắt coronal. Thì cái đường cắt coronal nó phải bao trùm từ phía trước của khớp háng cho tới ụ ngồi ở phía sau,
Và cái đường cắt này đó thì nó song song với cái tiếp tuyến, song song với đường tiếp tuyến của chõm xương đùi. Tương tự như vậy, chúng ta có cái lát cắt Sarita, cái đường vuông góc với cái đường tiếp tuyến của cái chõm xương đùi. Còn ngoài ra, đối với những cái trường hợp đặc biệt thì chúng ta có thể dùng axial oblique để cắt theo cái đường song song với cái cổ xương đùi để chúng ta thấy rõ hơn. Còn nếu không thì chúng ta có thể dùng axial cắt ngang vuông góc với lại cái một cái đường song song với đường tiếp tuyến của cái cổ xương đùi trên hình nào. Thì đây là các anh chị nhìn thấy có ba cái hình. Hình đầu tiên ở phía trên là hình có kháng bình thường trên T1, và cái hình thứ hai là cái hình mà T1 của bệnh lý hoại tử chõm xương đùi, và cuối cùng là cái hình mà bị loãng xương thoáng qua, là hai cái tổn thương thường gặp ở khớp háng. Thì có cái dấu đặc biệt đó là đối với cái hình T1, đối với cái tổn thương hoại tử chõm xương đùi thì nó rất là đặc hiệu và nó nhạy. Còn đối với hình T2 thì chúng ta có một cái dấu hiệu đặc biệt của hoại tử chõm xương đùi, đó là dấu hiệu double line size, tức là hai đường song song. Ngoài cái đường tối trên T1 chúng ta thấy rõ, chúng ta trên T2 chúng ta sẽ có một cái đường sáng trắng ở bên ngoài bao quanh để nó do nó tăng sinh mạch máu và nó tạo xương mới. Còn ngoài ra, trong cái phần khảo sát khớp háng chúng ta còn có thể khảo sát khớp cùng chậu và ở cái xương cùng khục. Thì đây là cái protocol để các anh chị tham khảo. Đây là cái lát cắt mà để các anh chị khảo sát được cái xương cùng khục và khớp cùng chậu nó rõ ha, là cái đường cắt coronal song song với lại cái xương cùng khục. Thì hình ảnh này cho chúng ta thấy được cái tụ dịch phù nề thủy xương và tụ dịch ở trong cái khe khớp cùng chậu và các cái xương khớp cùng chậu. Sau khi tiêm thuốc tương phản thấy có tăng sinh màng hoạt dịch và có viêm xương phù nề, viêm xương ở ngay cái khớp cùng chậu. Đó là xong cái phần khớp háng. Thì về khớp đầu gối, tiếp theo chúng ta sẽ trình bày về khớp gối. Các chỉ định thường gặp ở khớp gối là bao gồm những chấn thương như rách sụn chim, đứt dây chằng phía trước phía sau, bên trong bên ngoài, hoặc là có những trường hợp thoái hóa khớp, có sạn khớp, hoặc những trường hợp u bú. Thì đó là cái hay gặp trong chỉ định để chụp MRI khớp gối, và khớp gối là một trong những cái chỉ định thường hay gặp nhất. Khớp gối và khớp vai là những chỉ định thường gặp ở trong cái cộng hưởng từ cơ xương khớp. Đây là cái protocol mà người ta khuyến nghị cho khớp gối, thì có Sarital T1, T2 phát sát, hoặc là Stern Pronan T1, T2 phát sát, hoặc Stern và Axiom T2. Thì cũng giống như các khớp khác, các anh chị sẽ tham khảo các chỉ số nằm ở phía sau. Về các lát cắt thì axial là những cái đường cắt vuông góc của xương đùi, cắt từ hành xương đùi cho đến cái, tức là phía trên của cái điểm bám gần tứ đầu đến ngay cái điểm bám của gần bánh điểm xa, bám gần bánh chè và mâm chạy, là ta hết cái khảo sát khớp gối cho axial. Thì nắm axial chúng ta có thể cắt hình coronal, là những cái đường song song với lại cái đường nối hai cái lòi cầu của cái xương đùi. Thì có cái đường song song đó thì chúng ta cắt ra cái hình coronal. Và Sarital thì chúng ta có thể cắt oblique theo chằng chiếu trước và chằng chiếu sau tùy theo cái yêu cầu khảo sát của lâm sàng. Sau đây là một cái số ứng dụng cho protocol cho một bệnh lý thường gặp ở khớp gối. Thì đây là những cái trường hợp tổn thương sụn, cái thoái hóa khớp là do chấn thương. Một trường hợp T2 phát sát, chúng ta thấy mất liên tục của cái sụn hyalin ở cái phần chịu lực của đầu dưới xương đùi, và nó có tổn thương xương ở phía dưới sụn. Còn đây là hình ảnh mà nó gãy đi cái sụn hyalin ở đầu dưới xương đùi mà ở cái phần không phải là phần chịu lực, và tổn thương nặng nề ở cái xương ở dưới sụn do cái chấn thương, nó bong luôn cả cái sụn ra khỏi cái đầu xương. Đây cũng là một cái trường hợp chấn thương mà dập xương ở dưới sụn và nó mất cái sụn, mất sụn khớp và dập xương dưới sụn. Hình ảnh này chúng ta thấy tụ dịch trong khớp gối, cái xương dưới sụn nó còn nhìn thấy được rõ, nó bị nứt sụn và tổn thương xương dưới sụn. Đây là hình ảnh zoom lớn hơn cho anh chị thấy được cái tổn thương ở đầu dưới xương đùi. Tiếp theo là những cái tổn thương sụn chim, thì các anh chị thấy đây là hình ảnh T1 và T2 của rách một cái thân sụn chim, và đây là cái tổn thương tương đối kín đáo. Các anh chị có kinh nghiệm quan sát thì thấy rõ có hiện tượng sừng sau và sừng trước bình thường, nhưng rách cái thân của sụn chim. Đây là hình ảnh zoom lớn cho chúng ta thấy rõ hơn cái thân sụn chim bị rách. Tiếp theo là cái
đứt dây chằng chéo trước, mà cái tổn thương đứt dây chằng này nó hơi đặc biệt là nó dạng gãy rứt và giật sứt đi, nó dứt có tổn thương xương ở cái điểm bám của cái dây chằng chéo trước vào vào trong cái mâm chày. Hình ảnh X quang cũng cho chúng ta thấy có một cái tổn thương cái điểm bám, tổn thương xương dạng gãy rứt cái điểm bám của dây chằng chéo trước và trên coronam T2 chúng ta thấy rõ hơn. Đây là một cái hình ảnh rất là đẹp, là một cái dây chằng chéo trước bị đứt và nó rớt xuống, nó tạo hình giống như hình chiếc lưỡi. Chúng ta nhìn thấy nó cong giống như hình chiếc lưỡi, thì là hình ảnh đặc trưng và đẹp của một cái đứt dây chằng chéo trước hoàn toàn và nó rớt xuống, nó nằm ở phía dưới. Có những cái trường hợp mà rách dây chằng chéo trước kín đáo đó thì chúng ta phải dùng tới cái lắc cắt coronal oblique theo dây chằng chéo trước như thế này để thấy rõ được hai cái bó trước và bó sau của dây chằng rất là tốt. Còn đây là một hình ảnh radian 3D cho chúng ta thấy được khảo sát cái sụn viền, cái sụn xin lỗi cái sụn hyalin của khớp gối, là sụn bánh chè, sụn đầu dưới xương đùi và sụn của mâm chày. Khớp cuối cùng ở chi dưới là khớp cổ chân, thì cũng nói qua một số chỉ định ở khớp cổ chân là do những cái chấn thương chúng ta đánh giá các cái dây chằng ở khớp cổ chân. Thông thường thì dây chằng hay tổn thương khớp chân là dây chằng mát sinh trước, dây chằng tam giác, dây chằng gót ghe hay là dây chằng mát gót, những dây chằng chúng ta hay khảo sát và thường tổn thương. Và chúng ta có thể khảo sát ở những cái ống cổ chân, nó cũng giống cổ tay, nó có cái ống cổ chân có chứa mạch máu, có chứa dây chằng kinh chày trong cái vùng ống cổ chân. Chúng ta có thể đánh giá được những cái tổn thương xương kín đáo, những cái u bú, những cái viêm gân, những cái viêm cân gan chân vân vân, thì chúng ta có thể khảo sát bằng chỉ định chụp cộng hưởng từ cho cái vùng khớp cổ chân bàn chân. Đây là cái protocol mà chúng ta được khuyến nghị, nó bao gồm các hình ảnh Satan T1, Satan T hoặc là T2 phát sát, Axial T1 hoặc là T2 phát sát hoặc Star Coronal T2, thì cũng giống như là các cái khớp khác. Thì đây là cái lắc cắt, cái hình ảnh lắc cắt thì nó phải bao gồm cái đầu dưới của cái xương chày và xương mát cho đến hết cái xương gót. Và cái lắc cắt Axial thì cái đường này là nó là một cái đường song song với cái trục của xương gót, thì chúng ta cắt song song với đường trục xương gót sẽ gọi là cắt axial. Cái hình ảnh coronal thì chúng ta sẽ cắt một cái đường vuông góc với cái đường cái trục của xương gót, thì chúng ta sẽ ra cái hình ảnh coronal. Và tương tự khi có axial thì chúng ta lấy cái từ mắt cá trong tới mắt cá ngoài, chúng ta kẻ một cái đường và chúng ta kẻ một cái đường cắt vuông góc thì chúng ta sẽ ra saritan của cái khớp cổ chân. Đây là cái trường hợp bệnh lý hoại tử của xương sên, cũng giống như cái chỏm xương đùi, thì đây là hoại tử vô mạch xương sên. Các anh chị thấy được cái hình ảnh có hình bản đồ và có hình double line ở trên cái hình T2, cũng như hình bản đồ và có cái đường sơ xương, đường màu đen rất là rõ ở trên hình T1. Chúng ta thấy được cái tụ dịch tăng sinh, cái bao hoạt dịch ở cái phía sau khớp cổ chân, nhìn thấy được dây chằng mát sinh trước rất là rõ, thì đó là những cái dây chằng hay bị tổn thương. Còn trên hình ảnh này chúng ta thấy mũi tên màu trắng là dĩ dây chằng mát gót, và mũi tên màu xanh đó hoặc là cái đầu mũi tên màu trắng là cái vị trí của dây chằng gót ghe, thì đó là những cái tổn thương của dây chằng hay gặp. Đây là cái hình ảnh thoái hóa khớp cổ chân, chúng ta thấy được mất cái sụn khớp cổ chân và thấy cái tổn thương xương ở dưới sụn, và thấy cái khe khớp nó tương đối hơi bị hẹp lại. Qua cái phần trình bày của tôi cho 6 cái khớp thường gặp, thì chúng tôi muốn các anh chị phải nắm được một số vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể ôn lại cái hình ảnh cộng hưởng từ chung, cái mục đích chung của chúng ta cộng hưởng từ, chụp cộng hưởng từ để chúng ta khảo sát cái gì, và chúng ta phải hiểu được cái sự khác nhau giữa cái chuỗi xung T1, T2 hoặc là phát sát hoặc là stir hoặc radian, nó khác nhau cái gì và mỗi chuỗi xung nó có giá trị trong những cái dạng tổn thương nào. Thứ ba là chúng ta phải nắm được một số bệnh lý thường gặp ở các cái khớp để chúng ta có thể báo động cho bác sĩ biết, có thể làm thêm những cái chuỗi xung gì khác. Và cuối cùng là chúng ta nắm được chi tiết những cái parameter, tức là những cái thông số kỹ thuật mà đã đưa ra trong những cái bản protocol khuyến nghị của tôi ở trên. Thì phần trình bày về cái protocol khuyến nghị và các ứng dụng lâm sàng của tôi đã hết. Xin trình bày ở đây.